Quý MC Dừa xin chào cả nhà. Thì hôm nay em có dịp ghé quán hủ tiếu Thanh Liệu, lâu quá không gặp anh, nay ghé thăm anh ha. Thì hôm nay em có nhà nha. Hello, chào anh Thanh Liệu. Hello anh, khỏe à? Khỏe. Ở ngày ghé anh mấy lần kiếm mà không gặp. Em lúc này có con nhỏ. À, có con nhỏ. Nhỏ đi xuống à. Xe cấp cứu rồi mà con nào cần. À, chúc em qua cũng chia sẻ xe cấp cứu hỗ trợ cho bà con nghèo ở khu vực Bến Tre luôn. Dạ. Chị nhà sinh được bao lâu anh? Dạ, 2 tháng bữa nay anh. À, là nay 2 tháng rồi ha. Dạ. Cháu mát sữa không anh? Dạ mát sữa. À, cũng dạ. chúc mừng anh ha. Bây giờ anh đi xuống à, đi hỗ trợ nước nữa. À. Em dạ. Mong ngày đi hỗ trợ nước, đi hỗ trợ nước nữa. À, hèn chi hổm gầy bận quá mà kiếm sao gặp được. Bận luôn, nó nhẹ đó. Mấy đứa nó bé không à. Hổm gầy anh đi. Hỗ trợ nước ở đâu lận? Khu vực nào? Ba Chi dùng cơm. À, Ba Chi dùng cơm. Rồi còn xe mình hỗ trợ bệnh nhân lâu cho anh? Tháng mấy rồi đó. Tháng mấy rồi? Mua. Dạ. Chạy xuống à. Rồi mình cũng hỗ trợ khu vực nào? Ở đâu gọi, cần gọi à? Đâu cần gọi ha. Nhưng mà gần nhất thì cũng định không? À. Thành phố Bến Tre. Cũng nơi gần gần đây thì dễ rước hơn ha. Đúng rồi. À, buổi tối về ghé quán anh Thanh Liệu cũng rất là đông vui luôn. Đây hủ tiếu có há cảo rồi ha, thịt giờ này cũng trễ rồi, cái phần thịt chuẩn bị thì cũng sắp hết rồi. Hủ tiếu có thánh liệu quá nha, tại ngay bùng binh của vòng xây Hữu Định ha. Quán của thánh liệu thì ở ngay khu vực Bùng Binh Hữu Định này, nhìn bàn ghế màu hồng là biết của liên quán của anh liền. Hay hôm nay thì anh có làm dịch vụ du lịch, xe du lịch ha, 4-7 chỗ, 16 chỗ nè, đưa có các tỉnh. Ở ngay dòng xe này là đúng bài luôn ha, vừa khu công nghiệp Châu Long mà vừa cụm công nghiệp Phong Nấm nữa ha. Dạ. Bà chú nào có cái hộ lợi cho cả nhà, có giúp đỡ bà con cho cả nhà. Bây giờ chạy xuống à. Chạy xuống. Hỗ trợ cho bà con ha. Em không có kêu gọi. À, không có kêu gọi ha. Nhưng mà ai có hỗ trợ thì mình cũng nhận được. Ai hỗ trợ thì mình nhận chứ mà không có kêu gọi. À. Dạ được, lấy nước lọc cho chị em ơi. Rồi nãy giờ phục vụ món cho thực khách rồi phải không? Dạ. Mời cả nhà uống nước nha. Ôi, cái ly hot ten dữ à. Mới mua cà phê người ta tặng mà. Dạ. À, anh chia sẻ em xe hỗ trợ bà con đây qua bạn chia sẻ cái này nha. Để xem cũng hơi tối không bầu chút. Đây đáng là. À đây xe hỗ trợ cứu thương của anh Thánh Liệu với bà con mình. Đây, để nó hơi tối đó nha. À. Mới lên cái còi ha. À mới lên còi ha. Lên thêm. Đây. Một chủ 24/24 luôn. À, miễn phí 100% cho bà con khó khăn. Qua số điện thoại là 0817461115 0703. Về sai số là 525115 mới đúng, số 4 lộ rồi. À, vậy là 525115. Đúng rồi, dán lộ á. Để kêu nó làm số 2 lại. Đây, chú vào. Ờ, số 2 rồi. Là biết bà cô chú cần thì cứ 0817461115 biết bà cô chú. Thì biết gần mình cần bà con nào tối bệnh hoạn luôn rồi.
bên bạn không có ai muốn, nhưng mà cái chuyện đó thì mình chuyện hy hữu. Nếu bà chú không nằm nè, An Quá, Giao Long, Hữu Định, Sơn Đông, rồi Phố Bến Tre, cần cái gì gọi cho Liệu, Liệu có phục vụ 24/24. Thì Liệu chính thưa là vừa làm từ thiện, vừa chạy dịch vụ luôn nha quý bà cô chú. Thì quý bà cô chú nào cần thứ đấy khác này kia Liệu vẫn hỗ trợ luôn, nhưng mà cái giá này nó hợp lý hơn. Nhưng là Liệu chạy cái dịch vụ quý bà cô chú không? Mình chạy cái dịch vụ để lấy cái kinh phí mình giúp đỡ cho bà con nghèo. Dạ, thì mình Liệu không kêu gọi với ông bà cô chú. Thì Liệu chạy dịch vụ thì để lấy kinh phí không? Tại vì hôm bữa Liệu để cấp cứu không đồng, nhưng mà thấy nó sến quá, Liệu có để cấp cứu 24/24. Nhưng mà cái này nè, Liệu viên chăm chăm bà con khó khăn. Thì cứ xíu mà cần cái gì gọi Liệu nghe ông bà cô chú. Đó là 0817461115, cái số này là số chính của Liệu đây. 0817461115. Dạ, rồi gọi số này là rất chi tiết, ok luôn. Đúng rồi. Ngay anh Thánh Liệu luôn đúng không? Dạ. Có kia khi anh em ta được cấp cứu á. Thì đặc biệt là xe của em màu hồng. Phục vụ bà con Bến Tre ha. Dạ. Hay gần anh luôn hỗ trợ. Dạ. Tặng cái gì gọi nha bà con, tối không biết đi bệnh viện, không biết nhà có xe thì ta tự đi, nếu mà bà con nào không có xe thì cứ cái gì, cần cái gì gọi cho Liệu. Phục vụ 24/24 cho bà con, giúp đỡ cái gì được giúp đỡ. Cuộc sống nè, sống nay chết mai, không hại ai hết và cũng không muốn đụng chạm tới ai, chỉ muốn giúp đỡ được cho bà con cái gì. Một phần nào chi phí cho cuộc sống thôi. Dạ. Cấp cứu 24/24 luôn các bà con, chú này mới còn lại. Mà cái này quan trọng là cái này cứ sai số nè, cho đi là còn mãi, trong lòng mọi người mới nha. Đó, xe trong rồi. Thì coi trong em rồi. Cũng có mới coi clip của anh, hình như là mới lọc khí lại đúng không? Mở đèn ha. Đèn giấy tờ đầy đủ. Qua mới đi Sài Gòn rồi. Mấy ông nội lên cao tốc nè. Ông bánh xe xong, ông thay bánh xe, ông thay gỡ xe xong, ông đem dụng để giữa đường luôn. Không. Xe xa mình chạy thôi, chạy mình đậm chết luôn. Này có bằng ca đồ mới luôn ha. Mới mua này, mới mua cái chỗ cái chục triệu á. Này hỗ trợ bà con. Tủ có tủ thuốc luôn hả? Tủ thuốc, máy hút đàm đầy đủ anh. Máy hút đàm ở trên đó. Hỗ trợ bà con nếu mà ai có hoàn cảnh khó khăn thì dạ. Liên hệ anh. Vì bệnh hoạn mà không ai muốn ha. Đúng rồi, thì cần giúp anh. Dạ. Cần gọi số chính của Liệu là 0817461 này nè. Rồi. Bà cô chú nào cần đi chuyển viện lên Sài Gòn nè, khám bệnh nè. Nếu có điều kiện thì Liệu xin thu phí, mà cái giá thu phí thì nó rẻ, cũng hơi rẻ mà bà cô chú cũng cao đâu. Giá hữu nghị đúng ha. Giá hữu nghị cho có thể hết mức cho bà cô chú. Nếu mà gia đình khó khăn luôn cho tặng luôn. Dạ. Nếu mà gia đình nào mà muốn đi Sài Gòn mà cũng không có khó khăn, cũng hơi được á. Thì hỗ trợ tiền dầu cho Liệu. Như hỗ trợ tiền dầu thôi. Hỗ trợ tiền dầu ha. Cho như cho 500, 200, 300, 100 tiền tỷ rồi. Đó. Ok. Đây nè. Đây là bản số xe của Liệu nè. Rồi. Đây là bản của Liệu ngay cái dòng xe Hữu Định nha. Ngay dòng xe Hữu Định luôn. Chúng bà nhớ ủng hộ cho Liệu nha, không muốn bà chú. Để... giá cũng rất là yêu thương luôn cái nhà. Đó, hủ tiếu chỉ 15, cháo lòng 20k thôi. Đâu ăn. Rồi, em cũng cảm ơn anh nha. Dạ. Nhớ đăng ký và chia sẻ trên kênh anh Quê Tôi Xí Dừa, cái kênh YouTube của Liệu là Thánh Liệu Vui Vẻ. Rồi ok Thánh Liệu Vlog. Dạ. Em cảm ơn anh. Cảm ơn. Bye. Rồi anh chia sẻ thời gian quán mình phục vụ bà con, tại cũng có một số người hỏi em lại thời gian quán em phục vụ từ 4 giờ sáng tới 9 giờ trưa.
9 giờ trưa tới 2 giờ chiều, phục vụ tới 8 mấy 9 giờ tối là hết rồi. À. Cái nhà nhớ đi đúng khung giờ nhé, bà cô chú nghỉ trưa. Dạ. Ở trưa nghỉ trưa ha. Dạ. Sáng chiều. Ok. Buổi sáng dẹp ra. Dạ. Rồi. Quán tới đây là thấy là biết liền, ngay ngoài bộ bàn ghế màu hồng.